Sáng nay tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp xã giao bà Paulai Tamesit, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, năm 2022 có ý nghĩa quan trọng là năm kỷ niệm 45 năm Việt Nam tham gia Liên Hợp Quốc. Việt Nam đã luôn phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Liên Hợp Quốc, để triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ cảm ơn Liên Hợp Quốc và các cơ quan chức năng đã phối hợp chặt chẽ, triển khai thành công nhiều hoạt động về khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam, nhất là các chương trình, dự án về khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam do Liên Hợp Quốc phối hợp với các đối tác quốc tế và Bộ Quốc phòng Việt Nam triển khai đạt được kết quả tích cực. Thời gian tới, mong muốn Liên Hợp Quốc tiếp tục đồng hành cùng Bộ Quốc phòng Việt Nam trong lĩnh vực khắc phục hậu quả sau chiến tranh ở Việt Nam, thông qua hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật, nâng cao năng lực, kinh nghiệm và xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin. Trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình, Liên Hợp Quốc, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả cho hoạt động này, được lãnh đạo Liên Hợp Quốc đánh giá rất cao về kết quả triển khai. Thời gian tới, chủ trương của Việt Nam là tham gia sâu rộng hơn vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, bao gồm mở rộng số lượng các phái bộ có lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, cũng như hình thức triển khai tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Theo đó, bên cạnh lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự kiến sẽ cử lực lượng Công an Nhân dân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đề nghị Liên Hợp Quốc tiếp tục ủng hộ những cam kết và quyết tâm chính trị của Việt Nam trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực này. Bà Paulai Tamesit nhấn mạnh, Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ chính phủ và nhân dân Việt Nam hồi phục được kinh tế xã hội tốt nhất sau đại dịch, cũng như hỗ trợ để đáp ứng được nhu cầu liên quan đến y tế, sức khỏe của người dân. Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc đánh giá rất cao thành tựu đã đạt được của Việt Nam trong việc tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, trong đó tỷ lệ phụ nữ tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc rất cao. Liên Hợp Quốc cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong hoạt động này.